Minh khoa xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay Ước ừ mong quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngày sau đây sẽ là những bản tin được cập nhật trong ngày với những thường lệ là phần tin Hoa Kỳ Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệp yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nhụy hoa nghệ tây, saffron, yến các loại. Mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản tin có liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cho biết rằng hiện nay đang có nhiều diễn biến nóng. Theo thông tin chi tiết cho biết rằng, bầu không khí chính trị tại Hoa Kỳ ngày càng căng thẳng khi mà hai chính đảng lớn nhất sắp bước vào thời điểm quyết định Vì thế kiểm soát tại lưỡng viện thông qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong thông báo của tình báo gửi đến các tiểu bang trong ngày 28 tháng 10, giới chức liên bang cảnh báo những kẻ bạo lực cực đoan trong nước đang là mối đe dọa gia tăng đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo báo cáo của Bộ Nội An, cơ quan FBI, cảnh sát điểm Capitol cũng như là Trung tâm Phòng chống khủng bố quốc gia cho rằng quan niệm về gian lận bầu cử có thể làm gia tăng mối đe dọa về bạo lực báo cáo cũng đã cảnh báo nguy cơ tấn công nhắm vào đối thủ khác tư tưởng và các dân viên bầu cử cựu viên chức bộ nội an ông john cohen cho biết rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào thời điểm quốc gia đang trong một môi trường đầy biến động phức tạp và mang tính đe dọa nhất trong thời gian gần đây theo tờ new york times những vấn đề mà hai đảng tập trung công kích lẫn nhau bao gồm vấn đề lạm phát quyền phá thai người nhập cư và đặc biệt là vụ bạo loạn xấu tại tháng Giêng cũng như là vấn đề viện trợ của Ukraine. Đảng Cộng Hòa thì cam kết giảm chi tiêu ngân sách và giảm thuế đồng thời cho rằng chính sách kinh tế của chính phủ đương nhiệm đã dẫn tới tình trạng giá cả tăng nhanh nhất trong vòng 40 năm qua. Ngoài ra, vấn đề phá thai cũng đã gây tranh cãi với hầu hết các ứng cử viên dân chủ ủng hộ và tuyên bố bảo vệ nữ quyền. Còn phía Cộng Hòa cũng có thể cấm phá thai trên cả nước nếu kiểm soát được quốc hội. Bên cạnh đó, lưỡng đảng còn tranh cãi về vấn đề viện trợ cho Ukraine. Theo giới phân tích cho rằng, Tòa Bạch Ốc sẽ gặp khó khăn trong việc viện trợ Ukraine nếu đảng Cộng hòa thắng thế. Khi mà nhiều nhân vật trong đảng này cho rằng các quốc gia ở châu Âu nên viện trợ cho Ukraine nhiều hơn. Tiếp nối bản tin liên quan tới kế hoạch viện trợ, thưa quý vị, Hoa Kỳ công bố kế hoạch viện trợ quân sự trị giá 275 triệu Mỹ Kim tiếp tục cho Ukraine. Theo thông tấn xã AFP cuối tuần qua cho biết rằng Ngũ Giác Đài vừa thông báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp kế hoạch viện trợ quân sự mới trị giá tương đương 275 triệu Mỹ Kim cho Ukraine. Phát biểu trước báo giới, phó thư ký báo chí của Ngũ Giác Đài là Sabrina Said cho biết rằng kế hoạch viện trợ cho Ukraine lần này bao gồm đạn cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao hay còn gọi tắt là HIMARS, nhiều loại đạn pháo cỡ nòng 155 ly, hệ thống chống thiết giáp, đạn vũ khí cỡ nhỏ và có 4 anten để liên lạc vệ tinh. Bà Singh cũng nhấn mạnh rằng những anten này không nhằm thay thế cho dịch vụ Starlink do công ty SpaceX của vị tỷ phú Elon Musk cung cấp và nó cũng không liên quan gì đến quyền truy cập vào Starlink. Khoản viện trợ mới được đưa ra khi mà viên chức liên bang công khai nỗ lực của chính phủ nhằm bảo đảm rằng vũ khí được chuyển tới Ukraine và không để rơi vào tay quân đội Nga lực lượng ủy nhiệm của họ hay là các nhóm cực đoan khác. Các viên chức Hoa Kỳ ngoài ra cũng phải đối mặt với những câu hỏi dai dẳng từ một số thành viên quốc hội và việc chính quyền liên bang luôn tiêu tốn hàng tỷ Mỹ Kim vũ khí gửi đến Ukraine trong năm qua. Kế hoạch viện trợ mới nhất nâng tổng số cam kết hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ dành cho Ukraine là lên hơn con số 18.5 tỷ Mỹ Kim, kể từ đầu năm 2021 và gần 18, 18 tỷ Mỹ Kim thưa quý vị kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2 của năm nay. Và cũng theo các viên chức thì kế hoạch viện trợ mới nhất này sẽ được thực hiện theo thẩm quyền của Tổng thống cho phép. Ngũ giác đài lấy vũ khí từ kho của mình và nhanh chóng chuyển đến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin đã cho các phóng viên biết rằng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ chuyển giao các hệ thống phòng không NASAM tiên tiến được Ukraine mong đợi vào đầu tháng tới và có thể huấn luyện quân đội Ukraine cách sử dụng. Tiếng nói bản tin của chúng tôi cho biết rằng Tổng thống Joe Biden đi bỏ phiếu giữa kỳ sớm. Hãng thông tấn CNN đưa tin cho biết rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cùng với cháu gái Natalie trong ngày 29 tháng 10 đã đi bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ sớm tại quê nhà của ông ở thành phố Wilmington, tiểu bang Delaware. Bỏ phiếu trực tiếp sớm tại Delaware đã bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 10. Các đảng viên dân chủ trên toàn quốc đang khuyến khích các cử tri nên nhanh chóng đi bầu cử sớm nhằm tối đa hóa số phiếu bầu. Tổng thống Joe Biden cho hay ông cảm thấy rất tốt về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Về sự kiên định của đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ trong vòng 2 năm tiếp theo. Và trước thềm bầu cử ngày 8 tây tháng 11, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đẩy mạnh nỗ lực vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ của mình bằng các chuyến đi đến các tiểu bang như là Pennsylvania, Florida, New Mexico và Maryland. Ông nói rằng, tôi sẽ dành thần lớn thời gian còn lại để nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc trưng cầu dân ý, mà đây là một sự lựa chọn. Một sự lựa chọn căn bản, một sự lựa chọn giữa hai tầm nhìn khác nhau cho quốc gia. Tiểu bang Delaware không có ứng viên chạy đua vào chiếc ghế quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Các cuộc thăm dò đến nay cho thấy một bức tranh khá ảm đạm về hai năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Ông có khởi đầu khá tích cực, thế nhưng quyết định rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan vào tháng 8 của năm 2021 đã bị chỉ trích nặng nề, khiến tỷ lệ ủng hộ ông bắt đầu lao dốc. Và tới mùa hè năm nay, Tổng hợp các cuộc thăm dò của Real Clear Politics cho thấy chỉ có 37% người dân Mỹ hài lòng với những gì tổng thống Joe Biden đã làm trên cương vị tổng thống, trong khi tới 57% thì tỏ ra là không ủng hộ. Sang qua bản tin tiếp nối cho biết rằng bà Pelosi cảm thấy tổn thương sau vụ chồng bị hành hung theo thông tấn xã Reuters, đưa tin cho biết rằng Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi cho biết bà và gia đình rất đau lòng và cảm thấy bị tổn thương sau khi chồng bà đã bị tấn công tại nhà riêng ở tiểu bang California. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đã chia sẻ trong ngày 29 tháng 10 và đề cập tới việc vụ chồng bà là ông Paul Pelosi bị tấn công bằng búa tại nhà riêng tại thành phố San Francisco. Bà nói rằng chúng tôi cảm thấy đau lòng và bị tổn thương bởi cuộc tấn công đe dọa tính mạng tới người chồng, người cha của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên mà bà Pelosi lên tiếng về sự việc này. Ông Paul Pelosi, 82 tuổi, đã bị rạn xương sọ cũng như là chịu một số vết thương nghiêm trọng ở cánh tay phải và hai bàn tay sau vụ tấn công. Ông đã phải nhập viện phẫu thuật và hiện nay đang trong quá trình hồi phục. Bà Pelosi cho biết rằng chúng tôi biết ơn phản ứng nhanh của cơ quan thực thi pháp luật và dịch vụ khẩn cấp, cũng như đội ngũ y tế đã cứu sống ông ấy. Tình trạng của ông ấy đang dần cải thiện. Theo cảnh sát San Francisco cho biết rằng họ đã xác định kẻ tấn công là David Dapper, 42 tuổi. Người này sẽ bị buộc tội cố ý giết người, tấn công bằng hung khí, trộm cấp và các trọng tội khác. Vì cảnh sát trưởng của thành phố San Francisco là ông Bill Scott cho biết rằng đây không phải là một hành vi bột phát mà là sự cố ý. Bà Pelosi cũng nói thêm rằng nghi phạm định nhắm vào bà và truyền thông địa phương trước đó cho hay nghi phạm đã hét lên Nancy si ở đâu khi người này đột nhập vào nhà riêng của bà Pelosi. Tổng thống Joe Biden cũng cho rằng vụ tấn công này là nhắm vào bà Pelosi đồng thời cũng lên án cuộc tấn công và những luận điệu chính trị ngày càng phân cực sâu sắc. Các thành viên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong thời gian gần đây đã cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công bạo lực vì lý do chính trị. Trong bối cảnh Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong ngày 8 tây tháng 11. Cảnh sát quốc hội Hoa Kỳ cho biết rằng số lời đe dọa nhắm vào các nghị sĩ trong năm 2021 tăng lên gần 10 ngàn lần. Và con số này gấp đôi so với năm 2017. Xem qua bản tin liên quan cho biết rằng khoảng 50% cử tri Hoa Kỳ coi lạm phát và kinh tế là yếu tố quyết định cho lá phiếu của mình. Thưa quý vị, khoảng 50% người dân Mỹ cho rằng nền kinh tế hoặc là vấn đề lạm phát là những vấn đề quan trọng nhất để có thể chi phối lá phiếu bầu của họ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới đây. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận mới đây do ABC News cũng như là I-Post thực hiện. Theo khảo sát có 26 người được hỏi coi sức khỏe nền kinh tế là vấn đề họ quan tâm nhất khi bỏ phiếu. Trong khi 23% thì chọn lạm phát. Còn nếu chia theo đảng phái thì khoảng 75% người Đảng Cộng hòa quan tâm tới hai vấn đề này. Trong khi tỷ lệ này thì trong số những người theo Đảng dân chủ chỉ là 29%. Trong khi đó khoảng 49% người được hỏi là cử tri độc lập thì bày tỏ quan tâm hàng đầu là đến hai vấn đề trên. Những vấn đề khác cũng được các cử tri quan tâm là quy định hợp pháp hóa việc nạo phá thai, bạo lực súng đạn và biến đổi khí hậu. Nhìn chung thì vấn đề kinh tế và lạm phát được cho là khiến cho các cử tri nghiêng về ủng hộ cho Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ vẫn hy vọng có một kết quả tốt nhờ vào sự ủng hộ của công chúng trong vấn đề nạo phá thai và kết quả khảo sát của các cơ quan cho thấy rằng khoảng 60% người được hỏi cho rằng nên cho phép nào phá thai trong số tất cả hoặc đa số trường hợp trong khi tỷ lệ phản đối là 37%